Với quan điểm cùng đi, cùng đến, cùng hiệu quả, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực và hiệu quả nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh. Tháng 7 vừa qua, mặc dù là lần đầu tiên tổ chức, song hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với các doanh nghiệp của đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã để lại nhiều ấn tượng và là minh chứng rõ nét cho phương châm, chủ trương đúng, đồng thuận cao, hành động quyết liệt của tỉnh, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, hành động, phục vụ, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp để kiến tạo sự phát triển. Doanh nghiệp cảm nhận được cái sự quan tâm của Đảng, của chính quyền đối với doanh nghiệp. Nó là một sự động viên rất lớn để cố vũ cái tinh thần trong cái sản xuất kinh doanh và cùng nhau xây dựng Thái Nguyên thịnh vượng. Chính quyền từ cấp tỉnh đến cấp huyện vào cuộc rất là quyết liệt, đưa ra rất nhiều các cái chính sách, các cái giải pháp và chỉ đạo các ngành để trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo sự thân thiện, chính quyền thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp. Với mục tiêu tạo môi trường thông thoáng và thân thiện cho doanh nghiệp phát triển, các sở ngành địa phương của tỉnh cũng đã chủ động, tích cực và quyết liệt triển khai các hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm thắt chặt mối liên hệ và tăng tính tương tác với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho doanh nghiệp ngay từ cơ sở. Trong năm 2023, chúng tôi sẽ có kế hoạch 3 hội nghị với nhiều hình thức. Một là hội nghị trực tiếp, thứ hai là hội nghị trả lời qua điện thoại, thứ ba nữa là doanh nghiệp có những cái ý kiến gì, phản ánh gì sẽ gửi công văn đến cho chúng tôi để trả lời. Lãnh đạo huyện luôn lắng nghe bằng các kênh thông tin, kể cả bằng điện thoại, kể cả là nhắn tin, không nhất thiết phải gặp mặt. Thấy khó khăn đối với nội dung nào thì lãnh đạo huyện lập tức là sẽ đối thoại ngay và gọi trực tiếp doanh nghiệp lên để tháo gỡ khó khăn. Tinh thần cầu thị và sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp chính là động lực quan trọng để các doanh nghiệp tiếp tục phát triển và đồng hành với tỉnh trong nhiều chương trình, hoạt động thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Xi măng Quán Triều cũng đối mặt với lại là không ít những khó khăn thách thức trong cái quá trình sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi luôn dành những cái quan tâm đặc biệt đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, trong đó có cái chương trình nông thôn mới. Chúng tôi đã đồng hành với lại là chính quyền địa phương là rất nhiều năm và cũng hoàn thành các cái kế hoạch về sản lượng cũng như tiến độ cung cấp. Công ty Đuối Pháo đã ủng hộ huyện Đại Từ 3.000 tấn xi măng trị giá gần 4 tỷ đồng cho phong trào mở rộng đường xóm 6 mét. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc này không chỉ giúp cho huyện Đại Từ hoàn thiện các tiêu chí của nông thôn mới, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, mà quan trọng hơn là giúp cho cuộc sống của người dân được nâng cao và đồng thời là góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thái Nguyên hiện có gần 9.500 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 135.000 tỷ đồng. Với phương châm đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thái Nguyên đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo và ngày càng phát triển lớn mạnh. Lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức hội doanh nghiệp trên địa bàn hoạt động và lớn mạnh. Tin tưởng rằng với sự đồng lòng và quyết tâm cao của chính quyền và của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta sẽ có đủ sức mạnh, sẵn sàng vượt qua mọi trở ngại khó khăn, sớm phục hồi mạnh mẽ và tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Cộng đồng doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Doanh nghiệp cần tích cực tham gia mạnh mẽ vào quá trình chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thường xuyên hiến kế, góp ý thẳng thắn để cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư. Chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn là những điều mà cấp ủy, chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đang nỗ lực thực hiện vì mục tiêu chung, xây dựng quê hương Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và phát triển.